Cô gái có râu đầu tư nửa tỷ mở quán ốc liệu có được ủng hộ? Tôi còn bị order sai món nữa chứ. Hello, tê bê nè. Tôi là người mở hàng luôn 4-5 giờ chiều nên khá là vắng. Thấy trên mạng thì cô gái có râu hơi đăng đám một xíu, nhưng mà được các ngoài đời thì thân thiện nhiệt tình. Râu là bỏ nửa tỷ ra mua các công thức nước sốt, như là nhập nguyên liệu hải sản như là tôm càng là đồ xịn. Không biết xịn thiệt không ta, để ăn thử. Ở đây ngay chân đầu bếp là người ngoài hành tinh nên tôi xông vô bếp. Ăn nỉ cho qua cái khúc mà xào sốt này nọ nè. Khúc này là tôi thấy nó cần cợn rồi, tại vì tôi order tôm càng sốt trứng muối. Mà trong giây phút tôi quên mất tiêu. Có 5 loại sốt chính ha, là sốt me, sốt trứng muối, sốt tiêu, sốt bơ tỏi và cái sốt muối ớt. Món ở đây dao động từ 69 cho đến 189 cần. Không quá mắc cũng không quá rẻ, ngay mặt tiền mà. Hồi mới nhớ ra là order tôm trứng muối mà quán đưa lộn. Thôi mấy bạn nhân viên cũng có đến xin lỗi. Bù lại một đĩa được 5 con tôm to nè. Còn muối ớt thì siêu đậm đà luôn. Hương xào bơ tỏi, nhớ kèm thêm bánh mì để chấm nha. Món ổn áp nhất chắc là sò huyết sốt me đó, nhưng mà hơi ít sốt. Còn lại các món khác thì kiểu không có gì đặc biệt, bình thường á. Bạn nhân viên ở đây được cái nhiệt tình nhưng mà chắc còn mới nên cũng chưa có nắm rõ về quán, ví dụ như là giờ mở cửa không biết nè. Hay là giới thiệu cho tôi cái món này là đặc trưng của quán mà cá nhân tôi thấy không có hợp. Nó bị khô á mọi người, xong tôi gọi cái lẩu dê này cộng nè. Là topping nhiều ha, ngó sen, đậu hũ, táo tàu, thịt dê rất là nhiều. Mà trời ơi, nước lẩu nó quá ngọt, kiểu không hút được miếng nước. Ngày hôm nay là 900 cần đi cỡ tầm 5-6 người. Giá thì cỡ tầm 150 cho đến 180 một người. Nhưng mà hương vị thì chắc sẽ không quay lại. Bye bye.